Em xin chào các bác nhé. Trong video này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống tiêu hoa nhé. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909, số điện thoại em ở phần tiêu đề của video đấy. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là trao đổi qua Zalo, qua Facebook để đặt hàng nhé các bác nhé. Lan của em thì chưa bao gồm phí ship, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên Hiền Phát. Phí ship là 36.000 cho 2kg đầu tiên, các kg tiếp theo là tạ cộng thêm 8.000 nữa nhé các bác nhé. Em vẫn có những cái dòng lan hải táo đi đơn từ 50.000 nhé, 50.000 tính ra một phần nó được 3 cây như này các bác nhé, nhổ chậu gửi cây. Hải táo là những cây em đã thuần và ra rễ rồi, ra rễ rồi các bác nhé. Đây, em lúc nào cũng xanh tươi, gửi hàng cho các bác đảm bảo thoải mái. Hải táo 50.000 phần. Hải hồng cái chậu thuần như thế này, có 2 cây này là 150.000 các bác nhé, đóng cả chậu gửi cả cây luôn. Đây. Còn các bác mua lẻ thì nhổ cây là 40.000, nhổ chậu gửi cây. Hải Henry thì 50.000 một phần, một phần được khoảng 3 chậu như này các bác nhé. Chậu nó có nụ hoa đây này, nhổ chậu gửi cây nhé. Đây là hải Helen, một chậu như này là 50.000 này, 50.000 một chậu như này là nhổ chậu gửi cây các bác nhé, số lượng cây tương đương như này. Hải Helen chuẩn bị vào mùa hoa. Đây là hải trần liên thì 50.000 ba cây các bác nhé, nhổ chậu gửi cây. Hải kim vùng tây nguyên cũng đi đơn từ 50.000 một khóm như này các bác nhé, một chậu như này nhổ chậu gửi cây. Hải gấm thuần chậu 50.000 một chậu và đóng cả chậu gửi đi. Hải giáp thuần chậu này 150.000 một chậu này, đóng cả chậu luôn này. Hải cốc kỳ thì 50.000 một phần nhá, một phần nó có khoảng 2 chậu như này, em sẽ nhổ những chậu nó có nụ hoa như này cho các bác về chơi này. Một chậu gửi cây. Hải gấm rời thì cũng là 50.000 các bác nhá. Đơn 50.000 rồi 15 đến 20 cây gì đấy các bác nhá. Đấy. Cây xanh đẹp luôn. Đấy. Còn hàng cụm thì như cụm này 50.000 này. Cụm này 150.000 này. Đấy. Còn cái cụm 100, 150, 200 để tùy các bác chọn cụm là to nhỏ như nào thì báo em sẽ gửi nhé. Hổ bì thì 100.000 20 ngọn các bác nhé, 100.000 20 ngọn hổ bì đấy. Hải rắc ki 40.000 một cây nhé các bác nhé, hải rắc ki 40.000 một cây này. Hải hương là cây nhỡ như này là 40.000 các bác nhé. Đây là cành dao hồ điệp này, 120.000 một cân nhé các bác nhé, 120.000 một cân cành dao hồ điệp, một cân được khá nhiều, cái này nó ưa nắng và khô thoáng các bác nhé, đấy thì nó mới có hoa, để cho mông râm nó vẫn sống thôi nhưng mà nó không có hoa, đấy. Ít ra hoa. Đấy. Thanh thiên quỳ thuốc nhé, cái này vừa chơi cảnh kiểng lá vừa làm thuốc được, này dưới nó có cái củ màu trắng cơ, đấy cái này thì rất là dễ trồng nhé, trồng trong nhà được, đấy 80.000 một chậu nhá, đóng cả chậu gửi đi luôn, hàng thuần rồi, đấy. Thanh thiên quỳ. Loại thanh thiên quỳ này thì 60.000 một chậu nhá. Đấy. Đóng cả chậu gửi tin luôn. Thanh thiên quỳ. Sơn thủy tiên nhá, sơn thủy tiên thì hàng thuần là 250.000 một chậu như này các bác nhá. Đóng cả chậu gửi đi luôn, sơn thủy tiên. Hàng thuần 250.000 một chậu. Khúc kiều vàng này thì em để với giá là 70k này. 70.000 khúc kiều vàng này nhá các bác nhá. Cái lan sừng trâu này là 70.000 này, sừng trâu này ghép sẵn vào bảng dớn này, 70.000. Hoàng thảo nghệ tâm nhá, hoàng thảo nghệ tâm hàng thuần sẵn như này, xanh mướt đẹp này, 200.000 một bảng. Đóng cả bảng gửi đi luôn đấy. Đấy. Xanh lên màu xanh rất là đẹp. Đến cái mùa đông thì nó sẽ rụng lá và đến mùa xuân nó ra hoa các bác nhá. Đấy. Loại này thì rất là dễ trồng, gần như không có thối nhũn gì đâu. Đây những chậu sơn thủy tiên rất to này, rất to và đẹp này, có 250.000 một chậu thôi. Đấy. Cái bụi hoàng thảo thập hoa này bám gỗ nguyên bản 280 nhá các bác nhá. 280 nó lẫn cả những cái lan lọng này, 280 bụi hoàng thảo thập hoa này. Hoàng thảo hương vali này cũng 280 này. Dài gần mét đấy các bác ạ.
ra rất nhiều ki nhá. Đấy, trên này thì nó lên mầm này, hoàng thảo phương vali 280, đuôi chồn này em để với giá là 250.000 các bác nhé, 250.000 đuôi chồn 3 cây như này đấy. Bám gỗ Việt Bản luôn, rễ đã bám đầy đủ rồi đấy. Sang lăm nó sẽ ra hoa đây đấy. Đuôi chồn hàng nguyên bản. Lan căn diệp nhé, lan căn diệp là 25.000 một khúc các bác nhé, 25.000 một khúc đấy. Căn diệp 25 đi đơn từ 2 khúc nhé, 25.000 một khúc căn diệp này, bám gỗ nguyên bản. Đây có cái khúc đuôi chồn này 150 này, khúc đuôi chồn nguyên bản này đấy. Khúc đuôi chồn nguyên bản khoảng 8 cây đấy, to nhỏ 150 các bác nhé. Đấy, về chỉ việc treo lên thôi, không phải làm gì cả. Đây em có cái lan tóc tiên này, tóc tiên hoa Tết này. Tóc tiên hoa Tết này thì là một chậu như này là 200.000 một chậu nhá, đóng cả chậu gửi đi luôn các bác nhá. Đấy. 200.000 một chậu, đóng cả chậu gửi luôn. Em sẽ chọn những cái chậu nó to kiểu như này cho các bác này. Cây to đẹp như này. Đấy. Cho các bác 200.000 một chậu nhá. Hạc vĩ. Hạc vĩ 180.000 một chậu. Cây to như này. Đang đi ngọn, rất nhiều mầm. Đang đi ngọn hạc vĩ. Hạc vĩ này hạc vĩ Bắc nhé. Cái khúc trứng bướm này em để giá 150 này. Nó gần chục cây đấy. Cây trưởng thành hết rồi. Trứng bướm này 150 này. Đấy, khúc hình chữ L này. Đấy. Trứng bướm này, hoa trứng bướm này. Vừa mới tàn xong này. Cái căn diệp em thấy nó rất là dễ sống, các bác trồng không hiểu sao lại chết được này. Tại vì em cho vào cái chậu này, chậu đất nung này, đấy, nó dễ nó vẫn bám bình thường này, mặc dù là môi trường của nó khô nhá. Em ít khi em tưới nhá, đấy, dễ nó vẫn bám bình thường này. Đấy. Nó từ những cái mắt đấy các bác ạ. Đây cái căn diệp mình hoàn toàn thuần được nhá, rất là dễ thuần luôn đây này. Đấy. Cực kỳ dễ thuần luôn này. Trồng gần như là lãng quên nó luôn đấy. Đấy. Đây là cái trồng gọi là chơi bời linh tinh này. Đấy, dễ đâm rất là mạnh này, nó phải thoáng một chút nha các bác nhé. Đấy. Cái lan hồ điệp ấn này, một khúc này là 100.000 này, 4 cây này, 5 cây này, 5 cây 100.000, 5 cây nhỡ nha các bác nhé. 100.000 hồ điệp ấn này. Chậu môi chim ép dèm là các bác lấy thì em để giá 100 này. Môi chim ép dèm 100. Nó khá giống với hồ điệp rừng nhưng không phải. Đấy là môi chim ép dèm các bác nhá. Em sang các mặt hàng địa. Địa lan. Địa lan hạ lan yên tử nhá. Đây. Địa lan hạ lan yên tử. Đấy một khóm như này là 160 này. Nhổ chậu gửi cây các bác này, 160 nhổ chậu gửi cây nhé, hạ lan yên tử. Đây là caran, caran thì là 200.000 một chậu các bác nhé, đây, nhổ chậu gửi cây, 200.000 một chậu. Địa lan bạc diệp hoa xanh, bạc diệp hoa xanh là 100.000 được một lửa chậu như này các bác nhé, nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Đấy, bạc diệp hoa xanh này em gieo nó lên lá rất đẹp luôn, đây, cực dễ sống. Còn bốn cái này nữa. Bạc diệp hoa xanh. Đây, hạ lan yên tử đây. Cây trồng nó đang lên mầm rất lực. Cây này nó ít khi nó bị thối lắm các bạn ạ. Nó dễ trồng. Tứ thời nhé. Tứ thời thì là 150 một chậu này, một chậu gửi cây này. Cái chậu này thì nó ít cây em sẽ không gửi cho các bác. Em sẽ gửi cho các bác những cái chậu nó to, nhổ các bác cái chậu nó to. Nhiều thân mầm hơn. 150 nhé, một chậu. Một chậu ủi cây hạ lan yên tử, địa tâm này rất đẹp luôn này.
xanh ngắt luôn, 200.000 một bảng dớn mà. Đây, nghệ tâm khi mới trồng thì nó cứ nhìn nó xấu xấu bẩn bẩn này thôi, nhưng mà các bác phải để nửa năm sau nhìn nó sẽ khác ngay. Đây, nhìn nó như thế này thôi, nó cực kỳ dễ sống, gần như là em không cố định đâu, em cứ để xếp nó để nổi trên cái phần giá thể có thể trồng chậu được các bác nhé. Đây, dần dần thì nó sẽ lên được xanh mướt như thế này, xanh mướt như thế này. Đây là một năm rồi, đây, xanh mướt thế này đây. Cái gì cần có thời gian các bác ạ, đây rất nhiều mầm này lên này. Đặt nổi lên thôi, tưới nước đều này, nó sống rất dễ sống, hoa thì đẹp. Đây là cái cây kiếm lá giáo hoa xanh này, 160.000 một chậu này. Nhổ chậu gửi cây các bác nhé, kiếm lá giáo hoa xanh, chậu gửi cây. Hoàng thảo vôi 150.000 một bảng, đây, gửi cả bảng đi luôn. Tứ thời thuần này, hàng này là hơn một năm rồi, từ những cái kiến nhỏ này, từ những cái cây nhỏ ấy đây. Được các bác, 150.000 một chậu các bác nhá. Em sẽ chọn những chậu nhiều thân cho các bác. Đây, long tu xuân thì là 150.000 một chậu các bác nhá. Đây, và một bảng dớn như này đấy, đóng cả bảng dớn gửi các bác luôn. Đây, đây là tiểu hồ điệp rừng này, 250.000 một bảng dớn này, đóng cả bảng dớn gửi đi luôn. Đấy, hôm nay em có từng đến Phần Lan, các bác có gì ủng hộ em nhé, em chân thành cảm ơn ạ.